quá là đẹp, có phải không quý vị? Em nó quá đẹp luôn nha. Em quay clip giới thiệu đến đôi loa toàn giải. Đôi này em đã đóng từ trên kia về, nhưng về dưới nhà đây không có chỗ để chơi phòng toàn giải nữa. Em bán quý vị nhé. Đôi loa này củ loa của Mỹ quý vị nhé. Củ loa Mỹ hết. Đôi loa này đóng để chơi từ Lai Châu về đấy, nhưng mà giờ không có phòng về đấy ở. Cái phòng nó chật chội quá, chưa có phòng riêng. Nên em đang bán đi. Cũng có một số khách em hôm trước em có quay qua rồi đấy, có nhiều bác yêu cầu test, hôm nay em test lên nhé. Các bác để ý theo dõi giúp em. Đây là hôm nay test không có âm ly đèn đâu quý vị ạ. Đánh qua âm ly đài tạm thôi. Nói chung là đấy, còn dòng này các bác phải chơi âm ly đèn. Nó mượt, nó mềm, nghe nó mới chất. Sau đây em mời quý vị nghe thưởng thức cái chất âm của em nó một chút, xong em sẽ quay chi tiết hàng đẹp như thế nào nhé. Nó đóng thôi nhưng mà nó cũng chất lắm. Mời quý vị. Quá là chất, có đồ ở em nó rồi. Chất luôn chị nha, đùa. Ngồi ở đây nó hơi lệch về loa chị ạ. Đấy. Đấy, ngồi đây. Chỉ cần như vậy thôi quý vị nhé. Em tạm dừng đây. Giới thiệu đến quý vị đôi loa toàn dài, củ loa của Mỹ quý vị nhé. Màng giấy. Gân vải, gân xếp nhé, gân gập xếp, gân vải quý vị nhé, Mỹ nhé. Đường kính của em nó 45, cao như nào, 1, 2, và cao 70 nhé. Quý vị phải biết là đây là đôi loa em thiết kế đóng để em dùng, nên là được các bác thợ đóng cho rất cẩn thận, khéo nhé. Đường vân gỗ dán các thứ đẹp lắm, lung linh luôn. Nói là nó quá chất luôn. Này, ê căng của em nó đây quý vị nhé. Ê căng rồi. Ok chưa? Em đóng ê căng lại cho quý vị xem nhé. Đấy. Lung linh cho quý vị. Đấy. Em nó quá là đẹp luôn nha. Loa đẹp, chất thì ok rồi. Đây, hai thùng vách hai bên này. Em đã báo là đẹp mà, em đóng để chơi đẹp lắm, đẹp lắm nhé, rất là đẹp, chất thì cũng không phải nghĩ. Đây là con kèn rời nhé, kèn rời. Em đã báo, em đã quay cho quý vị nghe rồi, chất lượng ở hình thức rồi, giá thành em báo luôn. Giá của đôi loa này, cả đôi loa toàn giải và hai loa kèn này luôn nhé, tất cả bộ 13 triệu 9, có nghĩa là cả hai đôi loa toàn giải và hai loa kèn là 13 triệu 9 nhé. 13 triệu 9 quý vị nhé. Quý vị nào có nhu cầu thì alo trực tiếp đến hai số trên giúp em. Em trân trọng cảm ơn.